hình như là không vàng trước. Chúng ta mặc đồ tông xuyệt tông là đội vàng với đội đỏ. Không, hôm nay Huy Khánh tưởng tượng như hai người này phe nè. Phe gì? Dạ, phe. Một phe tại phe vừa vàng. Mới dạ đúng phe áo vàng mà vừa nghe tới chủ đề ngày hôm nay Huy Khánh cái chủ đề đó rất là nhiều người đàn ông buồn nhưng mà ngày hôm nay chủ đề này rất là vui cho đàn ông bởi vì được chị Tâm giải tỏa tâm lý cho các cô gái chứ không phải cho đàn ông. Ủa trời ý anh nói là cái chủ đề mà sự đa nghi phụ nữ là tụi em lỗi còn tụi anh là những người đang chịu đòn rất là vô tội à? Đúng, câu nói đó đã nói lên câu trả lời rồi. Đa nghi thường hay dẫn đến tình trạng là tưởng tượng đúng không chị? Suy diễn. Đó, mà cái suy diễn và cái tưởng tượng luôn luôn làm cho người đàn ông đau khổ dằn vặt. Dù người ta không có lỗi nhưng người ta phải sống trong lỗi lầm. Không thì thường á, nói về đa nghi ai cũng nghĩ ngay tới phụ nữ. Nhưng mọi người không biết đàn ông mới là đa nghi chúa luôn á. Đàn ông mà đa nghi rồi là phụ nữ khỏi sống luôn á. Mà mấy người đa nghi người ta hay ngụy biện lắm chị. Người ta nghi xong người ta nói ra những cái điều sai cái bắt đầu bị người kia phản biện lại nói không có tại vì anh quá thương em hoặc là gì quá em quá thương anh cho nên em mới nghi và tưởng tượng vậy thôi. Đúng không chị Tâm? Đúng rồi. Nghe thì bắt đầu thấy được là hả cả hai đều rất là có tâm với chủ đề này. Nhưng người ta vẫn nói không có lửa làm sao có khói đúng không? Dạ. Vậy xuất phát của cái sự đa nghi này là cái gì? Nguồn cội tâm lý là cái gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ nhờ chị Tâm giải quyết hết. Thì bây giờ mình khái niệm luôn sự đa nghi của phụ nữ là tốt hay là xấu ạ? Thực ra thì cũng tùy theo cái đối tượng mà cái người phụ nữ đó đang ở chung là ai. Thì cái sự đa nghi đó là nên hay là không nên. Thí dụ như là một người đàn ông trăng hoa chẳng hạn, mà đa tình chẳng hạn, thì cái người vợ đó có đa nghi gấp 1000 lần thì cũng không thể nào mà qua được cái người đàn ông đó. Còn nếu như mà mình đang ở với một người đàn ông rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc và anh ta cũng có tư cách, thì mình cái sự đa nghi đó nó là một cái chất acid. Dạ. Để nó gặm nhấm cái hạnh phúc gia đình. Không phải là đa nghi là xấu đâu. Có những cái trường hợp đa nghi tốt em dẫn chứng chị. Thí dụ anh ơi hôm nay em nghi ngoài đường trời mưa nè, anh nhớ mang theo áo mưa. Đó là sự đa nghi mà tốt. Cái đó là trực giác. Ủa vậy hả? Cái cảm giác của mình là vấn đề sẽ xảy ra. Vậy là anh em nghi anh đã ăn cơm ở đâu rồi mà về nhà giả bộ ăn cơm nè, mà thật ra người chồng đang đói bụng. Đó là đa nghi xấu. Đúng. Thì ra trực giác. Không phải, em nghi anh đã ăn phở ở đâu nữa. Dạ. Thì đó là trực giác và đa nghi là nó là rất là gần nhau nhưng mà nó là một cái ranh giới rất là mong manh. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại để trò chuyện với chị em phụ nữ về vấn đề này. Và xin mời khách mời cùng với chị Tâm sẽ cùng xem một cái đoạn tình huống sau đây nha. Trời ơi, dạo này không có tin tức gì nói về kinh tế hết trơn vậy. Toàn cái tin tào lao gì đâu không. Giận vợ quánh chủ nhà. Tin tức bây giờ không có cái gì hết. Còn nó đa nghi sắp là cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Chuyện gì? Làm sao? Hả? Cái gì? Đưa cái gì không thấy? Kỳ xong môi trên áo ai? Nhìn xem anh đã có dối em. Còn cái bài này hay lắm em ca, em ghét bài này luôn. Hát hay là đọc vậy? Hát đó. Hát đó hả? Em đang hát rất là nghiêm chỉnh đó. Nghiêm chỉnh đó hả? Cái này ở đâu ra? Cái gì? Cái gì? Cái son môi này ở đâu ra? Son gì? Cái vết đỏ này. Trời cái vết đỏ cái... gì? Vừa cái miệng luôn đó. Mà anh nhìn đi, cái miệng tôi đâu có bự dữ vậy? Đâu có dày dữ vậy? Cái môi con nào mà nó chà bá vậy? Cái này hả? Là chắc cái phẩm màu gì đó phẩm hay là... Phẩm màu hả? Anh nghĩ sao phẩm màu mà dính đều như cái môi đây nè. Đây nè, hai cái viền môi, cái vành môi nè. Cái phẩm màu nào? Ha? Tôi đi vô trọng. Sao? Tôi lục đồ ra, tôi giặt đồ ha. Tôi giặt từng cái áo, từng cái quần, từng chiếc vớ cho anh. Nhưng mà anh biết cái cảnh tượng mà khi mà lấy đồ của chồng mình giặt mà có cái cảnh này là anh biết nó kinh khủng nó cỡ nào không? Ê, em mà sao mà em nói xong không chịu để rồi ta cho người ta nói thực cái này để anh nhớ coi. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này cái đóng đồ đó là 2-3 ngày nay cái rồi. Bữa đi ăn sinh nhật con kia. Con kia là con nào? Thì cái con anh với em đang sinh nhật chung đó. Rồi xong về bị mắc mưa, nhớ không? Đúng rồi, về bị mắc mưa. Rồi xong anh chụm áo mưa lại, rồi em trốn trong áo mưa đó. Rồi vô tình cái em đụng vô cái chỗ này của anh nè. Rồi em thấy em nói trời ơi hôm nay anh thơm quá, rồi em hung anh luôn. Trời rồi, ơi bữa đó nhột dữ lắm, trời mưa vừa lạnh vừa nhột nữa. Cái gì? Thiệt. Em nói hôm nay anh thơm quá em hung anh luôn. Có gì nữa? Em chưa bao giờ thể hiện tình cảm với anh cách bừa bãi nơi công cộng như vậy. Bởi vì em là một người phụ nữ kín đáo đoan chính. Trời ơi, kín đáo đoan chính hả? Anh phải giải thích cho tôi biết.
cái vết son này của đứa nào trong chỗ làm. Trời ơi, của em mà. Anh Giang díu với ai mà nó lộ liễu vậy ha? Đây phải được lựa cái ngày mà mặc áo sơ mi màu tím, màu đen hay màu đỏ bọc đô đồ đó, người ta hung hít cho nó không có lộ. Lựa cái ngày mà áo sơ mi trắng là cái con này nó cố tình nó gây chiến. Nói mà tôi ngứa luôn, bực, ngứa nổi sải luôn. Tôi nói cho anh nghe nha, cái áo á mà để trong cái chỗ đồ dơ á, sao 2-3 ngày nó sẽ có cái mùi của đồ cũ, đúng không? Cái mùi của đồ dơ, và thậm chí nó hơi ẩm mốc nữa. Đúng rồi. Còn lần này cái áo á, cái mùi vẫn còn thơm. Thì bữa đó em nói anh là anh xịt dầu thơm là mùi thơm. Không, anh đừng có ngụy biện với tôi ha. Anh xịt dầu thơm ở đâu? Ví dụ như anh xịt dầu thơm đi ha, anh có thể xịt hai bên đây sau gái, hoặc là anh giơ lên anh xịt hai bên cái nách áo, đúng không? Ừ. Còn cái này á là nguyên cái áo cứ thoang thoảng cái mùi. Mà tôi nói với anh á, cái mùi này không hề có trong cái gì mà thơm ở nhà mình hết trơn. Từ dầu thơm, dầu xả, cho tới xịt phòng, cho tới nước rửa chén, cho tới nước rửa bồn, mà cho tới nước rửa nhà vệ sinh cũng không hề có cái mùi này. Im lặng anh hửi háo. Mùi lạ vậy trời. Thấy chưa? Mùi này anh còn thừa nhận cái mùi này là mùi lạ nữa đúng không? Cái mùi này không phải là của cô nào đâu. Chứ mùi của ai? Của anh nào á. Cái gì? Hả? Cái gì? Của anh nào là sao? Của anh nào trong cái công ty của anh á. Cái công ty của anh là có nhiều người đàn ông ra xịt tùm lum mũi trơn á, đang mà bám mùi gì đâu. Tôi cái gì suốt đó. Ngày tôi cứ lo cho chồng cho con. Trời ơi. Vậy mà cái đau khổ nhất của tôi là khi tôi lấy đồ của chồng ra tôi dạ. Trời ơi, tôi thật là sụp đổ chứ, tại sao lại như vậy? Anh đối xử với tôi như vậy đó hả? Em mà, cái vấn đề của em anh là... phải thừa nhận là anh có gian díu với con hồ ly nào đi. Mày... anh phải thừa nhận. Con hồ ly gì, em ngộ quá. Có anh giấu chứ. Không anh phải. Nói gì? À, nhưng mà anh nói gì? Anh không bao giờ có, em làm anh lèo lưỡi luôn đúng không? Nè, không bao giờ có nè, em đừng có hồ đồ gì. Anh không biết cái tật nào của anh hả? Khi mà anh nói dối là anh sẽ cà lạp, nói không được. Nhưng mà anh tức anh cũng là cà lạp như bộ. Chứ giỡn hoài. Trời ơi, tôi tức quá nè, em rất là hồ đồ nha, hồ ly nào. Anh làm ăn rất là lối ngại, chỉ lo biết là lo vợ, lo con, làm kinh tế thôi. Nè, cái môi này nè, em thử ướm vô cái môi em có phải đúng không? Còn cái mùi áo, biết đâu là đi làm ở công ty rồi, bây giờ dính cái mùi đó, làm sao mà mình cản được mùi mà, đúng không? Phải tin tưởng chồng của mình, anh không bao giờ có chuyện đó. Anh là một người đàn ông chân chính nghe chưa? Anh đừng có qua mặt tôi. Sao? Ông trời á, ổng cho phụ nữ một cái giác quan thứ 6 rất là hay. Trời ơi. Đó, mặc dù là ở nhà, nhưng khi chồng ở ngoài mà có lén hén lén phán cái gì là biểu hiện về nhà, là người phụ nữ biết được ngay. Mà 100 vụ là hết 99,9 vụ là thành công rồi đó. Hay quá, anh nói chuyện như phim. Giác quan gì? Giác quan thứ 6. Giác quan tào lao. Sao? Tào lao. Còn gì nữa? Trời ơi, không bao giờ có chuyện đó. Cái này là cái do cái trực giác em rồi, em đa nghi, em này nọ chứ sao mà gọi là giác quan được. Tôi không hề đa nghi. Tôi sẽ giữ lại cái áo này. Tôi làm tan chứng, tôi không giặt luôn. Nói cho nghe nè. Tôi á, cây ngay không giờ tôi sợ chết đứng đâu. Giỡn cái tôi hoài. Thấy chưa, là cái tình huống này là nó nói sát về cái chủ đề ngày hôm nay, là cái sự đa nghi của chị em phụ nữ. À, nói về sự đa nghi này thì Trinh nghĩ là nó cũng xuất phát từ cái trực giác mạnh của mình thôi. Mình cảm giác về vấn đề gì đó đang chuẩn bị diễn ra, và có những cái bằng chứng, vật chứng nó hiện hữu khiến cho mình phải suy diễn ra cái điều đó. Thật sự Trang nghĩ là cái tình huống này cũng khó cho cái anh chồng để anh có thể ngụy biện hay là giải thích được. Sử dụng từ ngụy biện, giải thích. Tại vì chị rõ ràng tình ngay dữ dàng rằng luôn. Mà con nào mà nó hung cái kiểu mà đủ nguyên cái môi. Hung là phải hung chay ra rồi chét ra từ lơ phải nguyên cái áo. Chứ đằng này là nguyên một cái môi chành rành đó luôn thì làm sao mà chói được. Thí dụ mà chị trong trường hợp đó, chị xé xác không? Chị xé áo, chị đuổi ra khỏi nhà luôn đúng không? Trời ơi chắc không. Trang thì hiền lắm. Trang thì hiền lắm, chắc Trang cuốn gói bỏ nhà đi thôi. Là mình lẳng lặng đi, để lại cái áo, đóng khung kính lại. Chúc anh vui. Khánh thì sao? Em hả? Em bị mấy trường hợp này hoài. Hoài rồi. Tại vì đi đóng phim. Ví dụ là có cảnh cô này phải hung áo, rồi bắt đầu make up phải đánh son cho đậm lên, rồi hung vô, hung chưa đủ rồi hung chỗ này chỗ kia. Rồi anh giải quyết cái trường hợp đó làm sao? Mấy cái áo mà đi quay phim mà về dính son á, nói luôn để làm phim, để ở lại giặt giùm cho tôi, hãy trả lại cho tôi chứ để tôi cầm về là nguy hiểm lắm. Còn một cái trường hợp này nữa là thật sự là không không nhớ, tại khi mà đi quay phim á là hay có cảnh là
người yêu nhắn tới cho chồng cho vợ gì đó, cái xong thấy xóa xóa cái số đó đi, phải lưu bằng tên khác. Rồi em yêu cứ nhắn vô sao giờ anh chưa đón nữa, 15 phút nhớ đón em nha, rồi quay xong về mệt quá đâu có biết. Về nằm, về nằm ngủ ngủ xong kêu dậy hỏi cái này của ai nhắn, anh đâu có ai nhắn không biết gì hết mà đang hoang mang. Giao số này hôm nay giật mình liền nói ủa sao kỳ vậy, số số này ngồi ai nhớ. Anh có nhắn lại nữa luôn. Số số của thiết kế nhắn vô chứ mày anh không nhắn cho ai. May là anh này làm nghề diễn viên đúng không? Cho nên nhiều chị Trang. Nhiều cái thì... Nhưng mà thí dụ em biết là anh ngay thiệt, nhưng mà chị thấy những cái thông tin đó lúc đó chị có tin liền không? Đối với diễn viên thì chắc tin. Đối với diễn viên thì chắc là cũng được. Cũng dễ thương. Bởi nhiều lần sao xạo được. Nhưng mà Trang nghĩ là phụ nữ cái nghĩa là cũng cần phải có đa nghi. Đa nghi một chút ít thì cũng tốt. Nhiều khi chồng mình thấy cũng dễ thương á chứ. Vâng, Trang nói đúng á. Tại nhiều khi nhiều vợ, nhiều người vợ không có nghi, không có ghen vậy. Làm cho người chồng cảm thấy như ôi không trời, yêu hay sao em không có thương anh nữa rồi. Em đang để ý người khác hay sao mà em không có ghen gì hết. Dạ, mà đa nghi chút thôi nha. Nhưng mà trong chừng đừng một... có quá nha. Cái gì quá nó cũng không có tốt. Ủa sao tiện hôm nay anh với em cùng phe vậy? Dạ, không hiểu. Chắc mình phải phe khác chứ. Dạ. Để chị Tâm làm phe khác đi. Không, nhưng mà em nghĩ là người phụ nữ cũng nên đa nghi đôi chút đi. Bởi vì người ta có câu là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cứ nghi đi coi anh giải thích làm sao. Thường á, cái người phụ nữ đa nghi là cái người phụ nữ có rất nhiều cái nỗi nghi ngờ tiêu cực trong cảm xúc. Ví dụ như là sợ hãi nè, thiếu tự tin nè, mặc cảm tự ti nè, hoặc là người ta không có thiết lập được cái niềm tin với cái người bạn đời của người ta thì người ta mới luôn nghi. Và cái người phụ nữ đa nghi á, người ta nhìn đâu người ta cũng xây dựng ở trong đầu người ta một cái kịch bản hoàn hảo để nó biến thành một cái storyline, có nghĩa là một cái câu chuyện rất là logic để mà cô ta tăng cao cái cảm xúc tiêu cực lên để mà cái nỗi sợ hãi đó nó tràn ra khỏi cái miệng bằng lời để nói, để hành vi, để ứng xử với cái người bà chồng của mình. Ủa vậy nghĩ tới một cái góc độ nào đó thì người phụ nữ đa nghi là một người phụ nữ rất khổ. Khổ lắm luôn. Họ mệt trong tâm hồn. Cái người chồng còn khổ hơn. Không, em nghĩ người phụ nữ đa nghi là người phụ nữ giỏi. Giỏi. Họ sẽ viết ra được nhiều kịch bản. Giống như cái chương trình này là... Giống như cái chương trình này người biên tập đa nghi lắm. Họ đa nghi lắm, họ mới viết ra được những cái kịch bản giỏi. Tại vì nhiều tưởng tượng đó, cái trí tưởng tượng phong phú. Mới ngày hôm qua em bị vợ em đa nghi. Thiệt thật sự luôn. Đi đóng phim thì mọi người biết là đóng phim thu tiếng trực tiếp là không được nói chuyện lớn, không được giữ điện thoại trong người, sợ nhiễu sóng. Thì lúc đó thì mình không có quay thiệt, nhưng mà bạn diễn của mình ngồi phòng kế bên quay. Thì người vợ gọi, thì vợ hỏi là có đi đón con không. Thì tiên mình nói anh đợi xíu đi, đợi xíu anh trả lời. Rồi anh hả, mình không dám nói lớn. Bên kia nói chuyện kiểu gì mà không nói chuyện đó hả, nói chuyện giống như đang làm cái gì đâu, không dám nói lớn vậy. Mình chưa kịp thanh minh cúp máy cái bụp rồi xong luôn. Giống như là mình đang giấu giếm, mình đang đi đâu đó, nhưng mà thật ra không phải. Em nghĩ nếu mà đa nghi quá hoặc ghen quá thì dễ dẫn tới những cái tình trạng giống như là tan vỡ gia đình hay là phá vỡ hạnh phúc hiện tại. Không, của cái đó chưa tan vỡ đâu, tại vì chỉ mới có đa nghi thôi mà có mấy đứa bạn nhây mới là tan vỡ. Dù Vân Trang ngồi kế bên ai gọi vậy đó, là chết luôn. Em là chuyên gia là đứa bạn thôi đó. Hèn chi, nhà người ta. Hèn chi bây giờ em bị quả báo hay cái... sao, không có người yêu. Mình giỡn thôi mà ai nghe cái bạn đó nó ghen thiệt. Đúng rồi, thiệt. Trong thực tế không phải là người phụ nữ nào cũng đa nghi. Thường là người ta hay nói tới chữ đa nghi là người ta nghĩ đến phụ nữ là hay ghen. Nghi và ghen, hai cái đó người ta nghĩ như là một cái đặc tính gọi là trời bố phú cho người phụ nữ. Và là nó là cái sản phẩm gọi là gì? Đặc sản ha, đặc sản của phụ nữ. Đa nghi và ghen một mức độ nào nó dễ thương, nó vừa phải. Thì nó như cái gia vị trong cái tình yêu vậy đó. Còn nếu như mà cái sự nghi ngờ và cái ghen tuông đó nó vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của cái người chồng của mình, hoặc là cái khuôn phép của một cái dư luận xã hội, người ta nhìn vô người ta thấy, thậm chí có những người đàn bà đa nghi ghen tuông đến mức là người chồng cảm thấy xấu hổ với tất cả bạn bè và công chúng. Ví dụ như người chồng ở đâu cũng phải đây nè, em nói chuyện với anh, đang ngồi với anh này, anh Cường nè, anh ngồi với anh Khánh nè, em nói chuyện đi, có phải không? Tất cả là bắt mọi người phải chứng minh cho cái sự trong sáng của mình hoặc là cái sự hiện diện của mình với ai đó không phải là điều mờ ám. Thì tất cả cái cách đó đã làm cho cái người vợ trở nên giống như là một cái trò hề trên mắt người khác, và cũng làm cho cái người chồng mất đi cái danh dự của mình. Em nghĩ là đứng đi chị nói hoàn toàn đúng. Có thể quy gọn lại là nó giống như là ý thức của mình biết là cái chuyện này là xấu, là làm phiền tới người chồng mình là. Nhưng mà nhưng cái tiềm thức của mình nó rồi. Cái tiềm thức nó ngủ quên, nó vẫn biết là anh Khánh hồi nghe nó hồi xưa, anh Khánh á, ảnh hay nhắn tin, ảnh có nhiều cô lắm, nên chắc chắn cái hành động này là gợi đến những cái điều tiên liệu có thể xảy ra dựa trên sự thật. Và mình đang dựa đến một cái mức độ tệ nhất của vấn đề để mình có gì mình trở tay cho kịp. Nên mình chỉ dằn mặt ảnh thôi, không biết có phải hay không, vì cũng tùy thuộc vào cái thái độ anh trả lời, ai nghe anh ấp úng.
nên mình quyết tội luôn, mình làm thẩm phán luôn. Nó có nhiều cái nguyên nhân, thứ nhất là do bị bệnh hay nghi ghen, và một cái trường hợp thứ hai là do cái người chồng hoặc là người bồ, không người rõ yêu ràng, không có một cái thói quen là chăn hoa, cho nên là người ta đã bị thấy cái điều đó nhiều rồi, cho nên người ta phải nghi. Anh bị nghi và nghi vô tội lắm đúng không ạ? Đôi khi nó là một cái lịch sử của cái người đó. Cho dù người đó có tốt đi chăng nữa, đi tốt lại đi, họ vẫn bị nghi do cái lịch sử. Đúng rồi, nhiều khi người ta thấy cái đường dây là có một cái manh mối thôi, là người ta lại tự sáng tác thêm kia một quá trình, như chị nói là suy diễn. Ví dụ như cái câu tiểu phẩm đi, chỉ thấy có một vết son, nhiều khi cái đó là vết son của ông vợ, cô vợ, mà ông chồng cũng không nhớ nổi luôn, tại vì ông rất là trong sáng, ông không có gì. Gặp em là em không có đa nghi nhẹ nhàng như cô này đâu. Chị làm em gì? Sẽ phân tích theo kiểu hóa học là cái môi này nó son chết gì? Bao nhiêu độ, thời gian bao lâu, thời gian bao lâu, hiệu gì, tuổi nào đánh son này, đem đi phòng thí nghiệm phân tích đây là có phải là cái son của nhà mình. Xong đúng rồi, tới ngày mà ra được kết quả là về người chồng đi lấy người khác luôn, sợ hãi quá. Đa nghi như Tào Tháo đúng không? Cái chủ đề đang ngày càng gây cấn nhưng mà chưa có dừng lại ở đâu đây thưa quý vị. Và chúng ta thấy là có nhiều người phụ nữ cũng có nhiều quan điểm khác nhau và họ có biết mình đang đa nghi hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe đoạn phỏng vấn ngay sau đây nhé. Theo em nghĩ thì cái đó là một cái cũng mặt tích cực, đó là mình sẽ có một cái nhạy cảm hơn, mình sẽ nắm bắt được ấy. Còn nếu mà đa nghi quá thì cũng không nên, không tốt, tức là chỉ ở một mức độ phù hợp thôi ạ. Có nhưng ở một mức độ vừa phải thôi. Cái gì thì mình nghĩ cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu mà đa nghi quá thì cũng không có tốt, nhưng mà nếu mà mình buông lơi quá thì sẽ tạo cho mình, người chịu tổn thương chính là người phụ nữ. Chắc chắn là không rồi, tại vì đa nghi là một cái thể hiện sự không có tin tưởng với bạn trai của mình, và nếu đã không tin tưởng thì mình nghĩ là không nên quen. Kết quả cuộc khảo sát của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay về vấn đề đa nghi ở phụ nữ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ đôi lứa? Trong khi 20% khán giả luôn tin tưởng vào trực giác của mình thì 80% còn lại cho rằng sự đa nghi thái quá là thiếu tin tưởng lẫn nhau và là nguyên nhân kết thúc mối quan hệ giữa các cặp đôi. Bây giờ thú thật trước Bình Minh đi, là hai người có đa nghi không? Em có đa nghi hay không hả? Em nghĩ là em chưa bị mắc cái bệnh đó. Nhưng mà có. Em nghĩ là chắc là cũng phải, như chị nói là nó phải đúng đối tượng. Nó phải đúng đối tượng thì em mới bộc lộ ra cái sự đa nghi đó. Còn riêng đối với ông xã em thì từ trước tới giờ không có đa nghi gì hết. Tin thì tin, nhưng mà tin 95-99, phải chừa 1% lại cho mình. Tại vì nhiều khi mình phải có một chút đa nghi. Đa nghi một chút thôi, để chi? Để cho mình phòng vệ, đừng có hụt hẫng. Em biết chứ chị, nhiều khi em không đa nghi đâu, mà em phải giả bộ là em đa nghi đó. Em giả bộ em đa nghi cho anh thấy là em cũng thương anh, em cũng quan tâm đó nha, anh đừng có mà lén phén, kiểu vậy thôi. Còn anh Khánh, anh có nghĩ là những gì vợ anh đang phản ứng là chỉ là muốn cho anh thấy vợ anh còn quan tâm hay không? Chứ thật ra cũng chả ghen gì đâu. Vì mệt mỏi lắm rồi. Không, tại vì thật sự, tụi em nói với nhau vậy nè, tụi em là làm trong nghề đúng không? Có nghĩa em và anh là chồng của em và vợ của anh, không gì phải lo hết, tại vì không cần phải giữ làm cái gì, bởi vì có một nửa dân số ở phía ngoài là đã giữ giùm rồi. Trời ơi, anh dám anh đi đâu không? Anh dám anh đi đâu, anh gặp ai, ngồi với ai đâu? Tai dách mạch rừng lắm anh nghe. Là chỉ là nghe liền. Không gì, mình đặt trường hợp đối với những người đàn ông bình thường đi. Họ bị những cái trường hợp đó, họ không thể nào lý giải được. Họ không thể nào chứng minh được ngoại phạm của họ. Thì họ phải bị cam chịu cái hàm oan đó. Họ tức. Và dần dần nó dẫn nhiều cái để cho họ bộc phát lên, họ gây lộn, hoặc là họ có những cái phản ứng gì không tốt đối với phụ nữ. Thì một phần em nghĩ đó là lỗi của người phụ nữ đa nghi nhiều quá. Thật sự thì đa nghi khó giải thích lắm chị. Khi mà người ta đa nghi, mình giải thích kiểu gì người ta vẫn nghi à. Mà em im lặng người ta cũng nghi luôn. Mà em giải thích thì nói ngụy biện. Trên cái tâm lý hoang mang nãy giờ mình đang suy nghĩ nè, mình thử xem cái chị vợ cũng đang hoang mang như vậy. Người vợ cuối cùng là có kết án là anh chồng ngoại tình hay không? Trang thì là án treo. Án treo Chị nghĩ là sẽ suy xét đó, là vẫn nghĩ là anh ngoại tình. Đúng rồi. Dạ. Còn Khánh? Em nghĩ là sẽ ngộ ra được và biết là mình đã sai. Tức là không, tức tin. Là không tin. Dạ, chị không tin là chồng ngoại tình. Giống em. Chính là có một mình em thôi đó hả? Nếu mà em sai là em bị phạt đó, hả? Anh em sẽ luôn bên cạnh chị và cười. Chị đừng lo. Vậy đó, nếu mà tôi sai thì em bị phạt nha. Em nghi là đúng mà. Nhưng mà chưa chắc là chị lại bị phạt nha. Thôi bây giờ để có thể mà cùng phe với chị đi. Em cũng tin chị luôn. Rồi vậy đi. Để xem kết quả như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Nè, chị gửi em cạc ha. Có gì rồi liên lạc với chị. Dạ chị, cảm ơn chị. Thật sự là
không có chị á em không tính sao nữa hết trơn á. Em đang rối lắm, nhờ có chị á thiệt á, không chị làm chết rồi đó chị. Rồi có gì đâu, thì giờ em thấy có cái gì mà thắc mắc á hay là khó khăn á thì cứ việc alo. Dạ nha. Em hiểu mà. Dạ mai nhờ chị giúp em. Chị mới là cảm ơn em đó, trà uống cà phê ngon thiệt là ngon luôn. Dạ cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ có gì để em nhắn tin rồi em điện thoại cho chị ha, rồi mình sẽ trao đổi nhiều hơn ha chị ha. Rồi có dạ. Điện thoại mà cứ việc là alo ha. Dạ dạ, dạ. Số điện thoại trời của... đất ơi cái gì vậy? Khoan cái gì làm cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi tôi bắt tại trận nha. Đừng lại tôi bắt tại trận nha. 25 ngàn. 25 ngàn gì? Đừng hả? Có tạc lên trời. Trời ơi sao vậy? Tôi ở nhà tôi không có tin được sự thật, tôi tưởng đâu là hơn tôi. Trời ơi cái mặt của bà kìa. Là sao? Ơi, bà tháo cái mặt nạ bà ra đi. Bà đáng tuổi má của chồng tôi đó. Chị... anh nghĩ sao vậy hả? Trời ơi. Em không đúng rồi chị, sao? Chị hơn tuổi em đúng rồi. Hơn tuổi hả? Hơn tuổi mà sao cái đầu bà không hơn? Bà nghĩ sao bà đi giật chồng người ta? Bà đáng tuổi con bà như vậy em hả? Em bình tĩnh lại. Hiểu lầm. Em ơi hiểu lầm. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Ở đây đông người quá em đừng có la lên như vậy. Tôi la lên cho người ta biết. Anh quá đáng à. Anh bây giờ hả? Em... Lái máy bay. Bà chị anh lái mấy cái con trẻ tôi còn không tức. Má già quá. Ơi. Em ơi, bình tĩnh lại đi, không có giống như những gì em nghĩ đâu nha. Sự thật chị với chồng em không hề có cái chuyện gì hết. Không, không có anh gì nói hết, với tôi ở nhà, sáng ra anh nói đến công ty, đi họp, nhìn làm ăn gì đó. Bây giờ đây đi họp đây hả? Đi họp ở cà phê thơ mộng như vậy hả? Họp cái gì? Thì uống cà phê bình thường, chắc làm cái gì vậy? Thôi, đừng có leo quá, đổ hai ly cà phê là 50 ngàn đó. Chánh nghe tôi. Ngồi đi, hồ đồ quá. Anh bên nhân tình của anh hả? Tại sao được biết mà nói rồi. Thôi nhà nè, bây giờ chị hai vợ chồng mà tự giải quyết lấy nha. Dạ xin lỗi rồi. Chị, dạ em thật sự xin lỗi chị. Dạ vợ em hồ đồ quá, dạ xin lỗi chị. À, chị có gì chị về đi, có gì em nhắn tin cho chị nha. Cái gì? Nhắn tin nữa hả? Không ai có gì gọi điện cho tôi nha, nha. Gọi điện nữa hả? Bà quá đáng, bà nghe chưa? Bà quá đáng. Trời ơi, quăng đôi dép mới mua 45 ngàn. Em hồ đồ riết à. Tôi hết sống nổi rồi. Hết sống nổi là sao? Em đừng có khóc nữa, nghe em nói nè. Bực bội em quá à. Tôi ở nhà đang nấu cơm cho chồng cho con, để chồng con đi về ăn. Người ta nói anh ở đây với cà phê với người phụ nữ nào mà tôi không tin. Đầu tóc tôi còn té tua, tôi ra tôi bắt gặp. Em đừng có nói như vậy mà. Cái tính hồ đồ của em á, bây giờ anh không hiểu sao mà bây giờ em hồ đồ quá trời hồ đồ vậy. Hồ đồ cái gì? Sao anh nói anh đi làm, anh ra đây gặp bà hả? Nhỏ nhẹ, anh nghĩ sao vậy? Bà đang tuổi má anh mà. Thì là anh bàn chuyện làm ăn. Anh làm bằng chỉ làm ăn mà. Làm ăn cái gì? Em biết cái này là ai không? Ai? Chuyên gia tư vấn kinh tế. Đàn bà mà làm chuyên gia tư vấn kinh tế cái gì? Thôi. Ai mà tin? Nè, cạc bu xích của người ta đàng hoàng nè. Thấy chưa, công ty người ta nè, Nguyễn Bảo Trí. Thấy chưa? Cái gì? Nguyễn Bảo Trí là tên đàn ông mà. Anh xạo tôi nữa hả? Tì nè, cái hình vợ chồng người ta thì giờ vợ chồng ta lập công ty ra thì chồng người ta phải đứng tên chứ. Vậy là anh tính có kinh tế làm ăn tư vấn gì hả? Chứ còn gì nữa, anh muốn mở một cái thể loại kinh doanh khác mà hả? Em biết bây giờ em rất là hồ đồ không hả? Em đi em làm này làm nọ làm kia, em nghi ngờ này nọ kia rồi hả? Bây giờ anh mất mặt với bạn bè, mất mặt với bà con lối xóm, biết là không biết đi ra đường sao luôn á. Người ta nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, còn giờ anh á giống như là anh buồn quá luôn. Em biết rồi, em xin lỗi anh, tại vì suốt ngày á em cứ ở nhà em nấu cơm nấu nước không à, em không có giao lưu với ai hết. Em nghe người ta nói anh ngồi vào đây với ai đó em sợ em phóng ra, em đâu có biết là anh giao lưu kinh tế gì đâu. Hay là bây giờ á em, cái chị này nhà ở đâu em chạy lại em xin lỗi chị được không? Thôi được rồi, để có gì nhắn tin xin lỗi chị sao. Nhưng mà bây giờ mai mốt nhớ đó, đừng bao giờ mà hồ đồ khi chưa biết cái chuyện gì, nghe chưa? Em biết rồi. Mới đầu tưởng mình kèo thơm mình á, mình thắng ai kìa mình thua. Nhưng mà cái ý của chị em mình vẫn đúng, có nghĩa là bây giờ mà thêm một cái vụ án nữa là cô ấy vẫn nhảy đông đỏng lên, cô ấy đang nghi thì đâu phải là cô ấy hết đang nghi đâu, cô ấy chỉ treo lại cái vụ không, này nhưng thôi. Mà cuối cùng cô cũng chấp nhận cái vụ này, mình nói cái vụ đúng này thôi rồi. Sống cho hiện tại nhưng mà thôi. Cái vụ này không có liên quan với vụ vợ son môi trên áo anh. Thôi nói chung là mình thua rồi đó. Thôi không có thua, không có chấp nhận, thôi mình quề nhau đi. Đang nghĩ gì đó anh? Em nói đúng mà anh. Không phải, Vân Trang đúng ở một chuyện.
Có nghĩa là cái người phụ nữ đó vẫn là người phụ nữ đa nghi. Yeah. Dù cho tình tiết câu chuyện này hay là câu chuyện khác, kết quả có khác nhau. Nhưng mà cái người phụ nữ đó nếu không được chữa trị một cách kịp thời thì vẫn tiếp tục đa nghi. Vẫn sẽ là người phụ nữ đa nghi. Nhưng mà mọi người nói cái chiều hướng nào mà em cảm thấy là đa nghi như là một căn bệnh rất đáng sợ, em thấy là đa nghi là cần thiết. Bởi vì đâu phải là tụi em đa nghi vô cớ đâu. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có cái trực giác rất là mạnh mẽ. Thì ai đa nghi cũng nói vậy. Mình có trực giác để làm gì? Để làm cho cuộc sống phụ nữ tốt hơn. Vì họ có cái cảm nhận rất là tốt về thế giới quan, họ có sự kết nối tốt về tâm lý con người, cái biểu hiện cảm xúc của con người, họ đọc vị rất là tốt về tinh thần của người khác. Nên khi mà anh đã có cái dấu hiệu đó thì cổ mới dám suy luận. Chị nói là đa nghi là cái điều cần thiết, nó như gia vị trong tình yêu hôn nhân. Cần thiết chứ không phải là không nên có. Mình đừng có quá mà tin tuyệt đối giống như là ngây thơ, để một ngày nào đó nó đổ bể ra chuyện gì á, mình giống như là sẽ đi tự tử á, tại vì nó bị hụt hẫng quá. Nhưng mà đó, mình nghi đến mức như cái cô ở trong tiểu phẩm này á, không ai sống nổi hết. Những cái trường hợp này là những trường hợp làm lố lên để chúng ta thấy là nó rõ ràng cái kết quả xấu sẽ là như thế này. Nhưng những cái trường hợp lưng lửng á, ở ngoài thực tế á, nó mới cay đắng cho phụ nữ. Bởi vì họ không biết là cái sự đa nghi của họ có đúng hay là không. Thì tụi em rất là cần chị có thể đi sâu vào cái việc đó, là hướng cho đàn ông biết là thật ra phụ nữ họ đọc hết những cái cảm xúc đó. Họ nhận tín hiệu thế nào, họ giải mã thế thôi. Thực ra một người phụ nữ không thể không đa nghi. Vấn đề là mình đa nghi ở cái mức độ vừa phải, để mà cái đa nghi đó nó biến thành cái hàng rào phòng vệ cho cái hôn nhân gia đình của mình. Mình cũng phải soi xét chính mình, coi là mình có làm quá lên không, mình có quá nhiều sợ hãi hay là quá nhiều cái cảm xúc tiêu cực hay không. Mình phải luôn luôn suy xét từ hai phía, từ phía mình, từ phía chồng, lịch sử tình yêu của anh ấy như thế nào, có trong sáng hay không, có đàng hoàng hay không. Thì mình thấy vấn đề, phải tìm cách giải quyết. Bởi vì không có cái gì mà cái sự đa nghi và nghi ngờ trong hôn nhân á, là một cái chất mà chị dùng cái từ là acid. Bởi vì nó sẽ gặm nhấm mỗi ngày nó sẽ ăn mòn cái tình yêu của mình, cái hôn nhân của mình. Cha sanh mẹ đẻ ra không phải là ai cũng có sẵn một cái tố chất hay một cái tính cách mà mình có thể bình tĩnh được. Ai hoàn toàn cũng có thể bị đa nghi. Nhưng em nghĩ một người phụ nữ mà để có thể làm chủ được cái cuộc sống của mình thì đầu tiên họ cũng phải tự tin. Đương nhiên là cái này là sách vở đó, nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ tốt cho một người phụ nữ khi mà họ đã tự tin rồi, họ có kiến thức, một cái kiến thức cơ bản đối với đời sống xã hội rồi. Thì khi mà đưa họ vô cái đời sống của gia đình, họ sẽ không có bỡ ngỡ và không phải quá đa nghi, để rồi cuối cùng dồn mình vô cái chân tường, rồi trói mình ở trong đó, buộc mình ở trong đó mà mình không thể nào thoát ra được. Hờn dỗi vu vơ thì rất là ngọt ngào, kích thích thêm tình yêu, nhưng mà gia vị mà nêm quá tay thì cũng làm hỏng nguyên một cái nồi lẩu. Trong hôn nhân cũng như vậy. Và xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm cùng với diễn viên Vân Trang, diễn viên Huy Khánh đã mang những câu chuyện thật của mình ra để chia sẻ với những cái quan điểm hoàn toàn khác nhau. Và cái cuối cùng chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị đó là nghi thôi đừng nghi quá, và tin thôi cũng đừng có tin quá. Và tất cả chúng ta đều phải rất cân bằng. Người phụ nữ hãy thật bình tĩnh, và chỉ khi bình tĩnh họ mới có đủ cái sự thông thái sáng suốt để đứng ra khỏi vấn đề và giúp cho cuộc sống hôn nhân của mình cân bằng và giải quyết mọi cái mâu thuẫn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Chúng ta sẽ luôn có những chủ đề hay được cập nhật bởi chuyên gia tâm lý và các khách mời vô cùng nhiệt tình vào lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony, hay trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Hôm nay cả nhà đều vui vẻ, em giới thiệu chủ đề là thất tình. Không có duyên thì không có nợ. Cái lời nói chia tay rất là đặc biệt, nhưng mà nói chia tay ra là chia luôn. Quá giờ quỷ đây anh lại em thiệt luôn á. Anh đang nghĩ trên việc chia tay em nha Lan. Cái cũ không đi làm sao cái mới tới. Đàn ông á, họ hay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để giấu đi cái sự yếu đuối, cái thất tình thôi.